học sinh trước giờ luôn được ví như những tiểu quỷ bởi thường xuyên bày ra những trò nghịch ngợm khiến thầy cô giáo cực kỳ đau đầu. Lớp học giống như một xóm hội thu nhỏ, nếu giáo viên không có những điều luật và quy định thì sẽ khó mà giữ yên được đám tiểu quỷ này. Thông thường, mỗi lớp học sẽ có một bộ quy tắc, ghi rõ nếu học sinh mắc lỗi như đi học muộn, không làm bài, nghịch lát tốt trong giờ thì sẽ bị phạt ra sao. Đồng thời với những học sinh giữ kỷ luật, có thành tựu tốt trong học tập cũng sẽ được khen thưởng. Phần thưởng có thể là sách vở hay một món quà nào đó đến từ giáo viên hoặc hội phụ huynh học sinh. Mới đây, bạn dạng điều khoản của lớp 11V trường Trung học Phổ thông Ninh Giang, Hải Dương đã được đăng tải trên một nhóm Facebook có hơn 1 triệu thành viên. Ngay lập tức, bạn dạng điều khoản này đã gây sốt số đông mạng vì sự lầy lội khó đỡ của mình. Cụ thể, bạn dạng điều khoản này như sau. Với các lỗi bị ghi vào sổ đầu bài hoặc sổ đoàn, với các lỗi bị cán bộ lớp và giáo viên nhắc nhở, khen thưởng. Trực nhật 3 ngày chép phạt nội quy lớp 5 lần. Đi học muộn sau khi giáo viên vào lớp, trực nhật 1 ngày. Nghịch lát tốt trong giờ, trực nhật 1 ngày. Không thực hiện đúng đồng phục thiếu giày, thẻ, mũ, trực nhật 1 ngày. Trực nhật bẩn, trực nhật 1 ngày. Không nhập cuộc các công tác hoạt động của lớp lao động, trang trí lớp, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, trực nhật 1 ngày. Những bạn tích cực nhập cuộc các hoạt động của lớp, của trường, combo lời khen một tràng pháo tay chăng chứ tình yêu yêu thương từ cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Nga và các bạn học sinh lớp 11V. Những bạn được điểm tốt, tích cực phát biểu trong các giờ học, những lời khen chân thành từ lớp trưởng và cô giáo chủ nhiệm kèm theo một tràng pháo tay siêu to to đùng của lớp. Ảnh trường người ta. Ngay sau khi đọc bạn dạng điều khoản có 102 này, dân mạng đã được phen mỉm cười chảy nước mặt vì sự mặn mòi, bá đạo của cô giáo. Ai đời mắc lỗi thì phạt tới tấp, còn làm tốt thì phần thưởng trời ơi đất hỡi cực kỳ. Không ít bạn học sinh để lại những bình luận hài hước. Nhìn cái phần khen thưởng cứ thấy sai sai. Thưởng nhiều thế này em không dám nhận. Bỏ chép phạt đi, tốn giấy, không bảo vệ môi trường. Lớp mình vi phạm cái gì cũng tiền chép phạt. Đi học mà cứ ngỡ đang đi làm quản hồn tế. Khen thưởng siêu to to đùng luôn. Ảnh chụp màn hình. Hiện bạn dạng điều khoản bá đạo này đang chiếm được hơn 5,2 nghìn lượt like, 97 bình luận và 45 lượt chia sẻ từ số đông mạng. Con số này vẫn đang tăng từng giờ. Không biết số đông lớp 11V đã có nhiều bạn chiếm được phần khen thưởng siêu bá đạo này từ cô giáo chủ nhiệm chưa? Nhưng có một điều chắc chắn, đó là giáo viên ngày này cũng lầy lội chẳng thua thường gì các cô cậu học trò cả.